Bốn điều sẽ xảy ra nếu đã quá 7 ngày rồi mà bạn vẫn chưa yêu lần nào. Chuyện ấy là hoạt động đem lại nhiều lạc thú cùng rất nhiều lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, cũng giống như các hoạt động khác, nếu không thực hiện thường xuyên, bạn sẽ bỏ lỡ mất những lợi ích thiết thực của nó. Đó là lý do các nhà khoa học khẳng định cuộc sống thiếu ái ân sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng và bạn không phải chờ đợi lâu mới thấy hậu quả, chỉ 7 ngày là đủ. Một căng thẳng, thân mật với người ấy là một hoạt động thực tiễn và dễ dàng để giảm stress, cải thiện sức khỏe thể chất và tăng cường chức năng não, nó giống như một bài tập thể dục giúp bạn phục hồi thể lực và trí lực cho những nhiệm vụ quan trọng khác. 2. Các vấn đề tim mạch những người lười tập thể dục thường mắc các bệnh tim mạch, làm chuyện ấy đòi hỏi tốn nhiều calo chẳng khiến gì các bài tập nặng, do đó nó cải thiện nhịp tim và tăng tuần hoàn máu. Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người làm chuyện ấy ít nhất một lần mỗi tuần sẽ ít Mắc chứng rối loạn cương dương so với người hạn chế yêu, hơn nữa tuyến tiền liệt sẽ mất đi một lớp bảo vệ, nếu phái mạnh không còn mặn mà với chuyện chăn gối, một công trình của hiệp hội tiết niệu Mỹ cho thấy nam giới quan hệ đều đặn giảm được 20% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, lý do là xuất tinh thường xuyên có thể loại bỏ các chất có hại từ bộ phận này. 3. Hay bị cảm cúm ít ân ái đồng nghĩa với việc hệ miễn dịch bớt tiếp xúc với vi trùng và yếu đi. Nhóm nhà khoa học tại Đại học Wicker Berry, Mỹ chỉ ra người quan hệ 1 đến 2 lần mỗi tuần có lượng IgA phòng tuyến đầu tiên bảo vệ cơ thể khỏi virus cao hơn 30% so với ai làm chuyện ấy rất ít hoặc không bao giờ làm. 4. Thiếu tự tin theo một vài nghiên cứu khi bạn xuất tinh các hormone testosterone estrogen và prolactin được phóng thích sẽ giúp cân bằng cảm xúc của chúng ta đó không phải chỉ là thỏa mãn nhu cầu tình dục mà còn rất tốt cho sức khỏe do đó nếu một cặp đôi ở gần nhau nhưng lại thiếu sự thân mật họ sẽ cảm thấy như mình không được chào đón trong chính mối quan hệ này sự tin tưởng vào bản thân và người kia trong mối quan hệ sẽ giảm đi rất nhiều do đó hãy làm chuyện ấy với người mình yêu ít nhất một lần mỗi tuần để luôn thấy vui khỏe